Xin kính chào quý khán giả, mời quý vị cùng đến với chương trình 12 giờ hôm nay, thứ năm ngày 8 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, chiều hôm qua, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã có buổi họp mặt với Trung đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu. Nhân dịp xuân về Tết đến, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chúc các chiến sĩ Trung đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn trong năm mới. Lãnh đạo Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả cũng như tinh thần trách nhiệm của Trung đội trong năm qua. Năm nay, lãnh đạo Thành ủy mong muốn các chiến sĩ Trung đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu tại Thành ủy tiếp tục phát huy những thành tích đạt được để làm tốt hơn nữa trọng trách được giao, trên tinh thần vừa đảm bảo an toàn an ninh tuyệt đối, vừa thể hiện tình cảm mến khách của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ. Hôm qua, huyện Thới Lai đã tổ chức lễ dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử văn hóa chiến thắng Ông Đưa ở xã Định Môn. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử chiến thắng Ông Đưa và thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, qua đó nhằm khơi dậy tình yêu quê hương đất nước của các thế hệ trẻ, đồng thời giáo dục truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Khu di tích lịch sử văn hóa địa điểm chiến thắng Ông Đưa là nơi ghi dấu chiến công của đơn vị Tây Đô phối hợp với du kích xã Trường Thành lần đầu tiên đánh bại cuộc càn quét quy mô của địch vào ngày 6 tháng 6 năm 1960. Nơi đây được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố vào ngày 18 tháng 5 năm 2011. Đồng thời tại đây, huyện tổ chức các trò chơi dân gian như chạy xe ra chậm, nhảy bao bố, đạp heo đất, tạo không khí vui tươi phấn khởi nhân dịp Tết đến xuân về. Cùng thời gian này, đồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thới Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi ở xã Thới Thạnh. Tại nơi đến, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trân trọng trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng các cụ tròn 100 tuổi cùng quà của Trung ương là 5 mét vải lụa 700.000 đồng, gửi lời chúc đến các cụ và gia đình đón Tết Nguyên đán 2024 thật vui tươi, đầm ấm và đầy ý nghĩa. Huyện Thới Lai hiện có 18 cụ tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước tặng thiếp mừng thọ và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và đã được lãnh đạo huyện đến chúc thọ, chúc Tết các cụ. Tối ngày 7 tháng 2, ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thành phố Cần Thơ và đại diện các đơn vị sở ngành liên quan đã dự buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật trong đêm giao thừa. Chương trình nghệ thuật thành phố Cần Thơ mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thịnh 2024 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2024, tức 30 Tết, tại công viên Sông Hậu, quận Ninh Kiều, với chủ đề Cần Thơ rạng rỡ sắc xuân. Chương trình có thời lượng khoảng 90 phút, gồm phần khai mạc và hai phần chính, gồm phần 1 Mùa Xuân Ơn Đảng và phần 2 Xuân Cần Thơ rạng rỡ tương lai, kết hợp với tặng quà và nhà cho các gia đình chính sách hộ nghèo. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát Thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Sau khi xem tổng duyệt chương trình, các thành viên hội đồng nghệ thuật và các đơn vị liên quan cũng đóng góp thêm một số lưu ý về âm thanh, ánh sáng, trang phục, hình ảnh minh họa, LED, trang trí sân khấu để đảm bảo cho chương trình chính thức diễn ra thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách. Sáng nay 29 Tết, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán. Qua kiểm tra thực tế ở một số điểm kiểm tra giao thông, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, biểu dương tinh thần làm việc của lực lượng cảnh sát giao thông khi thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an và Công an thành phố là ứng trực 100% quân số với tinh thần trực xuyên đêm, xuyên Tết, tập trung xử lý nghiêm không có vùng cấm, không ngoại lệ đối với những hành vi vi phạm luật an toàn giao thông, nhất là các lỗi về nồng độ cồn, quá tải, quá khổ, quá tốc độ, lạng lách đánh võng. Đồng thời lưu ý thêm, việc tăng cường tuần tra lưu động có mặt đều khắp trên đường để đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết an toàn. Công an thành phố cũng thường xuyên đi kiểm tra, động viên anh em, đồng thời nhắc nhở anh em phải đảm bảo kế hoạch an ninh trật tự tại cơ sở. Đồng thời trong cái dịp Tết này thì anh em cũng thực hiện trực là đối với lực lượng cảnh sát giao thông thì 100%. Và tuần tra là khép kín 24/24. Và đối với công an cơ sở thì công an xã thì ngoài cái việc coi như là trực thì còn phải đảm bảo tuần tra khép kín địa bàn, tham gia các cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để phát huy các cái mô hình phòng chống tội phạm.
Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cũng đã đến thăm và tặng quà Tết cho Công an xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền và phường An Hòa, quận Ninh Kiều, nhắc nhở động viên lực lượng này tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ dịp Tết. Đồng chí Nguyễn Quang Ba, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ô Môn vừa đến thăm chúc Tết cán bộ viên chức các hội đặc thù quận. Đồng chí Nguyễn Quang Ba, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Ô Môn đã gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc năm mới tốt đẹp nhất tới cán bộ viên chức đang công tác tại các hội đặc thù của quận, đồng thời thông tin nhanh các thành tựu kinh tế xã hội của quận trong năm 2023, trong đó có sự đóng góp của các hội đặc thù quận trong các hoạt động an sinh xã hội. Dịp này, quận ủy Ô Môn cũng gửi tặng các hội đặc thù quận một phần quà, mong cán bộ viên chức các hội đón một mùa xuân mới vui tươi phấn khởi, tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2024. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, lãnh đạo huyện Phong Điền vừa đến thăm hỏi, động viên và chúc Tết cán bộ chiến sĩ tại các đơn vị công an, ban chỉ huy quân sự huyện và kho quân khí thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đóng trên địa bàn huyện. Tại các nơi đến, đồng chí Đào Ngọc Chi, Bí thư huyện ủy đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2023, thực hiện đạt và vượt tất cả 15 chỉ tiêu nghị quyết năm. Lãnh đạo huyện cũng nhấn mạnh những kết quả nổi bật đó có sự đóng góp đáng kể của lực lượng cán bộ chiến sĩ công an, quân sự từ huyện đến cơ sở và đại đội kho quân khí. Đồng chí tin tưởng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, tập thể cán bộ chiến sĩ của các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chúc cán bộ chiến sĩ đơn vị đón một mùa xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn. Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn đã tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn vui xuân đón Tết. Trong đợt tặng quà lần này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn phối hợp Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô tặng 110 phần quà, tổng trị giá 55 triệu đồng do Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô tài trợ. Trước đó, phường Phước Thới quận Ô Môn cũng tổ chức trao 158 phần quà cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt. Tổng kinh phí đợt trao quà là 79 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Nhằm chia sẻ và tạo điều kiện cho các nạn nhân da cam đón Tết Giáp Thìn, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố vừa phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam quận Ô Môn tổ chức phát 40 phần quà cho nạn nhân da cam, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, trong đó gồm có mì gói, dầu ăn, các nhu yếu phẩm thiết yếu khác và tiền mặt 200.000 đồng do Thành hội Vận động Mạnh Thường Quân tài trợ. Trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay, quận đoàn Ô Môn phối hợp cùng đoàn 7 phường đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo Tết cho các em học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tuổi trẻ quận đã vận động trao 1.600 phần quà gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm trị giá từ 300 đến 400.000 đồng đến các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, với tổng trị giá các phần quà hơn 500 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Nhằm chung tay mang cái Tết ấm áp đến những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Đội Công tác Xã hội Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức chuyến thiện nguyện đầu năm. Chuyến thiện nguyện thu hút hơn 20 thành viên Đội Công tác Xã hội Trường Đại học Cần Thơ tham gia. Các bạn gói và nấu bánh tét, chuẩn bị các nhu yếu phẩm để gói 20 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, dành tặng các cụ già neo đơn và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở các khu vực Phường Bình Thủy, Hưng Phú, An Bình và Tân An. Hoạt động thiện nguyện của Đội Công tác Xã hội Trường Đại học Cần Thơ đã tạo nên sự lan tỏa tích cực về tinh thần sẻ chia, lá lành đùm lá rách. Đây cũng là dịp để sinh viên có cơ hội được trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, từ đó hình thành tinh thần trách nhiệm và lòng yêu thương đối với cộng đồng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quận Thốt Nốt tổ chức đoàn đến thăm và trao 20 phần quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt. Mỗi phần 800.000 đồng, trong đó Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ vận động hỗ trợ 500.000 đồng. Thượng tọa Thích Minh Thông, trụ trì chùa Phật Học hỗ trợ 300.000 đồng. Được biết, nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ đã phối hợp trao 100 phần quà cho các bệnh nhân nặng có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Cũng tại quận Thốt Nốt, trường mầm non Thốt Nốt vừa tổ chức lễ hội mừng xuân Giáp Thìn, hội thi làm bánh dân gian năm 2024 và trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tại ngày hội, các em được trải nghiệm không khí Tết quê, tham gia thi gói bánh tét ngày xuân. Dịp này, trường mầm non Thốt Nốt cũng đã trao tặng 10 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần 500.000 đồng do Mạnh Thường Quân của trường hỗ trợ.
Hội Chữ thập đỏ quận Cái Răng vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Ga Hakia trao tặng 450 phần quà, mỗi phần gồm gạo và các nhu yếu phẩm trị giá 450.000 đồng cho bà con nghèo, người tàn tật, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da cam, người qua gặp khó khăn trong toàn quận. Tổng trị giá trên 200 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Ga Hakia, phường Lê Bình tài trợ. Đây là hoạt động thường niên được công ty tổ chức nhằm chia sẻ hỗ trợ bà con nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vui đón Tết cổ truyền thêm ấm áp. Để tạo điều kiện cho hộ nghèo khó khăn trên địa bàn đón cái Tết cổ truyền vui tươi đầm ấm, huyện Vĩnh Thạnh tranh thủ mọi nguồn lực, vận động các ngành, các mạnh thường quân trao trên 3.000 phần quà trị giá hơn 3 tỷ đồng. Mới đây, Liên đoàn Lao động quận Cái Răng phối hợp cùng đoàn y bác sĩ Trung tâm Y tế quận tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 100 người già, bà con có hoàn cảnh khó khăn và công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận. Đây là một hoạt động ý nghĩa của Liên đoàn Lao động quận Cái Răng nhằm giúp cho bà con và người lao động không có điều kiện đến các cơ sở y tế theo dõi sức khỏe, phát hiện, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa những thương tổn trong lao động. Quý khán giả thân mến, khi đất trời vào xuân, lòng người cũng trở nên hân hoan và phấn khởi. Đây không chỉ là khoảng thời gian tất bật để hoàn thành công việc cuối năm, để trang hoàng lại nhà cửa hay là mua sắm, mà còn là thời điểm để du xuân, để vui chơi thưởng ngoạn và lưu lại những khoảnh khắc vui tươi trong cuộc sống. Thời điểm này là thời điểm thích hợp để có chợ hoa với lại mọi người đi chụp ảnh Tết nhiều, nó có không khí mùa xuân á, nên là con chọn vào thời điểm này để đi chụp hình. Tết tụi em không có quê ngay đây nên là thường là tụi em sẽ tranh thủ mấy cái khoảng này để đi chụp hình trước rồi mới đi về quê. Thường là tụi em sẽ đi mấy cái chỗ mà nhìn nó cổ cổ để như là thời ngày xưa, như là ở đây thì có cái nhà hàng Nam Bộ này, hoặc là mấy cái đình, mấy cái chùa. Năm nào cũng cùng nhóm bạn đi đến những cái phim trường như thế này để chụp lại, lưu lại cái thanh xuân của mình. Cuối năm để gia đình mình đoàn tụ rồi cùng bạn bè đi chụp hình Tết với nhau á chú. Nó có được những cái khoảnh khắc như là ở cuối năm để bước xoay một cái năm mới đầy niềm vui, hạnh phúc luôn. Tối đó là con đã nôn nao để sáng được đi chơi, được đi chụp hình Tết. Mình vừa có kỷ niệm của năm cũ nhưng mà mình cũng có hình để khởi đầu một năm mới tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn. Hoạt động hôm nay là một trong những hoạt động xuân của trường tiểu học Thới Bình 1. Đây là một hoạt động mới đối với nhà trường, quay ngoại cảnh một cái MV ca nhạc để giúp các em có thêm cái niềm vui trong ngày Tết. Khách đến du xuân chẳng hạn như là phố Ông Đồ, đến để xin những cái chữ để đem về nhà trang trí đầu năm cho được sự may mắn, bình an, hạnh phúc. Đó là cái phong tục ngày xưa như vậy. Thành ra cái du xuân thì rất nhộn nhịp, náo nhiệt lắm, chụp hình rồi tham quan, dắt con em ra phố Ông Đồ để xin chữ nghĩa về rất là vui. Quý vị thân mến, dịp Tết này nhằm đáp ứng chỗ nơi cho các tiểu thương buôn bán thuận lợi, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Ủy ban Nhân dân thị trấn Phong Điền và công ty cổ phần 279 đã bố trí sắp xếp gần 220 lô sạp cho các tiểu thương, nông dân có nhu cầu bán hoa kiển, dưa hấu, trái cây, rau củ quả và các mặt hàng phục vụ thị trường Tết tại công viên Nguyễn Phương Danh và một số trục đường tại trung tâm thương mại, huyện và chợ Phong Điền. Được biết, phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, huyện Phong Điền đã bố trí trên 616 lô sạp bán đầy đủ các mặt hàng bánh mứt, rau màu, trái cây, hoa kiển phục vụ nhân dân tại các chợ xã thị trấn. Theo nhiều tiểu thương cho biết, hiện tại sức buôn bán các chợ những ngày qua tăng mạnh, nhưng thị trường vẫn đảm bảo cung cầu. Và nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi trong toàn huyện cho năm mới, mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, huyện Thới Lai đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao.
Theo đó, từ ngày 25 tháng 12 năm 2023 đến ngày 25 tháng 2 năm 2024, huyện Thới Lai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 15 năm thành lập huyện Thới Lai, đón mừng năm mới 2024. Đội tuyên truyền lưu động của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện phục vụ chương trình ca nhạc ca cổ tiểu phẩm xuân tại các xã, tổ chức liên quan ca nhạc ca cổ tiểu phẩm xuân huyện năm 2024. Đồng thời, huyện tổ chức các giải thi đấu bóng chuyền, bi-a, diệt giả, tiếp sức cho cán bộ, công chức, viên chức các ban ngành huyện và các xã thị trấn tham gia. Đặc biệt, ngày 30 Tết, huyện sẽ tổ chức trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ tổng hợp mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, bắn pháo hoa nghệ thuật tại quảng trường huyện để phục vụ nhân dân. Thưa quý khán giả, trong những ngày sắp đến Tết Giáp Thìn 2024, khi mà tất cả mọi người đều dọn dẹp trang hoàng nhà cửa khang trang sạch đẹp để đón Tết, thì tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, ban quản trang và nhân viên cũng tất bật dọn dẹp vệ sinh toàn Nghĩa trang. Công việc thầm lặng ít ai biết này, nhưng rất ý nghĩa. Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ hiện có 3.784 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó có 810 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin. Hai khu từ trần cũ và khu từ trần mới có 1.990 phần mộ cán bộ lão thành cách mạng. Đều đặn mở cửa mỗi ngày, sáng chiều, nhân viên quản trang đều thắp hương tại tượng đài và khu tưởng niệm. Trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán thì công việc nhiều hơn bởi các nhân viên ở đây tập trung chăm sóc qua kiển, làm vệ sinh khuôn viên, quét, lau dọn trên từng phần mộ. Quan niệm tôi á, tôi cũng muốn vô đây là để các gia đình thương binh liệt sĩ nằm ở đây. Tôi muốn là để giúp ích thắp hương nè, quét dọn nè, chăm sóc để cho các chú các bác để an nghỉ mà ấm lòng với gia đình. Đối với cái nghĩa trang mình nó sạch đẹp hơn. Gia đình chị Phạm Thị Hồng Nhung ngụ tại phường An Thới, quận Bình Thủy, ba đời tham gia cách mạng, từ ông nội, cha, các chú và các anh. Có hai người anh trai của chị Hồng Nhung là liệt sĩ, nằm yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Hàng năm gia đình đều đến đây cúng giếng. Ban quản trang đồ quản lý chăm sóc mộ phần rất là tốt, mình khi mình tới đây là rất là sạch sẽ. Hàng năm thì khi tới là có chuẩn bị các chậu hoa, thì mình vô mình rất là yên tâm. Ban quản trang ở đây có chăm sóc về người thân của tôi. Khi mà tôi không được ở cạnh thì tôi cảm thấy rất là ấm lòng. Tại nhà tưởng niệm, ban quản trang luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trang nghiêm. Nơi đây tưởng niệm 1.800 liệt sĩ, thờ 830 bà mẹ Việt Nam anh hùng, khu tưởng niệm liệt sĩ lão thành cách mạng, thờ 43 vị, khu tưởng niệm liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thờ 35 vị. Tôi đây cũng vô cũng nhiều năm rồi thì dưới làm đấy được phân công là quét dọn nhà tưởng niệm, giúp là để thắp hương cho những các lão thành ông bà cô bác đã hước mặt cái gì chiến đấu đó mà hy sinh đó. Như mình đó là đã đi làm và để nhớ ơn những người đã mất vì đất nước, hy sinh, cho nên mình phải có cái trách nhiệm để an ủi những người mà đã mất, để cho con cháu mình nó hiểu biết. Hàng ngày thì đơn vị có phân công là nhân viên quản lý, bảo vệ, chăm sóc các vườn hoa, cây cảnh, các công trình nghĩa trang liệt sĩ như là tượng đài, nhà tưởng niệm, nhà bia, đặc biệt là các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ, anh hùng là lực lượng vũ trang, lão thành cách mạng, luôn luôn là sạch đẹp và là trang nghiêm. Đó là trách nhiệm của là đơn vị, đồng thời là thể hiện cái truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình để bảo vệ độc lập tự do cho tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Những công việc thầm lặng của những người quản trang ngày đêm canh giữ, chăm sóc các phần mộ, để nơi yên nghỉ của các anh luôn sạch đẹp, nơi để mọi người cùng tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và cũng là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thưa quý vị, mới đây Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Ninh Kiều đã họp bàn kế hoạch hỗ trợ tổng quân và giao quân năm 2024. Năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Ninh Kiều được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi.
nhập ngũ 235 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, trong đó có 170 thanh niên giao cho Bộ Quốc phòng và 65 thanh niên giao cho Bộ Công an. Trong số thanh niên có một nữ thanh niên, 100% thanh niên đã viết đơn tình nguyện. Lễ giao lệnh gọi công dân nhập ngũ được tổ chức đảm bảo đúng luật. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường đã vận động các mạnh thường quân được trên 240 phần quà trao tặng cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Lễ giao nhận quân của quận Ninh Kiều sẽ tổ chức vào ngày 27 tháng 2 tới đây. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phong Điền cũng vừa họp triển khai kế hoạch hỗ trợ tổng quân và lễ giao nhận quân năm 2024. Theo kế hoạch, từ ngày 5 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2, huyện hoàn tất việc dựng lều trại và chấm điểm trại. Sáng ngày 26 tháng 2, thanh niên tập trung lên ban chỉ huy quân sự huyện và buổi chiều thanh niên tham gia các trò chơi dân gian. Đến 19 giờ cùng ngày, xem chương trình văn nghệ và công bố kết quả các hội thi. Lễ giao nhận quân năm 2024 được tổ chức vào lúc 6 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2024. Được biết, năm 2024, huyện Phong Điền được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 224 thanh niên nhập ngũ, trong đó giao cho Bộ Quốc phòng là 151 thanh niên, Bộ Công an 73 thanh niên. Tính đến thời điểm này, huyện đã thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng theo quy định. Ông Tiêu Quốc Doãn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy, vừa chủ trì cuộc họp thông qua thiết kế phương án dự án nạo vét rạch sao ở phường An Thới và phường Long Hòa. Dự án nạo vét rạch sao thuộc phường An Thới và phường Long Hòa có chiều dài toàn tuyến trên 2.000 mét, điểm đầu tuyến tại chân cầu Bà Bộ đường Võ Văn Kiệt, điểm cuối tuyến tại chân cầu bê tông đoạn tiếp giáp với rạch sao lớn và được chia làm hai đoạn, đoạn 1 dài khoảng 912 mét từ đầu tuyến cầu Bà Bộ đến cổng ngang đường 91 cách mạng tháng 8, đoạn 2 dài khoảng 1.109 mét từ cổng ngang đường 91 cách mạng tháng 8 đến cuối tuyến rạch sao lớn. Toàn tuyến có 5 vị trí cần vận động người dân tháo dỡ các công trình lấn chiếm. Dự án do phòng quản lý đô thị quận làm chủ đầu tư, tổng kinh phí thực hiện trên 6 tỷ 200 triệu đồng từ nguồn ngân sách, thời gian thực hiện 2 năm, từ năm 2023 đến 2024. Trường tiểu học Vĩnh Trinh 2, huyện Vĩnh Thạnh đã vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường tiểu học Vĩnh Trinh 2 được đầu tư xây dựng mới năm 2022 với cơ sở vật chất khang trang, trường có tổng số 29 phòng, gồm 12 phòng học, 17 phòng hỗ trợ học tập, các phòng chức năng và các hạng mục như nhà xe, hàng rào, nhà bảo vệ. Trường có 100% giáo viên trực tiếp giảng dạy đều đạt và vượt chuẩn, được đánh giá chất lượng đạt loại giỏi hàng năm. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 100%, đánh giá năng lực và phẩm chất xếp loại tốt hàng năm đạt gần 80%. 3 năm liền, trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen. Hàng năm, tổ chức công đoàn được xếp loại vững mạnh. Chi bộ đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, các phong trào hội thi do thành phố và huyện tổ chức, trường đều có giáo viên và học sinh đạt giải cao. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 12 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.